Chào tất cả các bạn, và trong chương trình chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin chia sẻ với các bạn bí quyết giúp bạn trải nghiệm môi trường học tập tại Canada. Thì rất nhiều sinh viên cảm thấy là khó khăn khi mà làm quen với môi trường mới, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên quốc tế. Và khi mới đặt chân tới một quốc gia khác thì ngôn ngữ hay là văn hóa, lối sống cũng như là thời tiết thì có thể là làm rào cản mà bạn cần phải vượt qua đầu tiên. Và sự khác biệt này thì có thể trở thành nỗi ám ảnh mình đang cần kề đối với các bạn. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin chia sẻ với các bạn một số bí quyết giúp bạn đối mặt với các thách thức cũng như là đi chinh phục một nền giáo dục ở nước ngoài. Đầu tiên thì bạn phải tham gia các buổi hội thảo. Thì nếu như mà bạn có thể là hãy tham dự các buổi chương trình hội thảo do lãnh sự quán Canada tổ chức và các cơ quan lãnh sự Canada tại các nước thường tổ chức các buổi hội thảo giúp cho du học sinh chuẩn bị tinh thần trước khi mà sang Canada. Các bạn cũng có thể là tham gia chương trình hội thảo do các trường tổ chức tại Việt Nam. Thứ hai đó là tham gia các trang mạng xã hội. Thì hãy tham gia các trang như là Facebook hay Twitter và một số trang thông tin khác. Thì bạn có thể là đặt câu hỏi cho các bạn sinh viên khác cùng chia sẻ những cái thông tin như là xây dựng các mối quan hệ và với các bạn cùng mục tiêu học tập của mình. Và các bạn với các bạn sinh viên quốc tế khác trước khi lên đường cũng giúp cho các bạn bớt lo âu về cái ngày đầu tiên ở lớp. Và tiếp theo thì bạn cần tham quan một vòng trường. Thì hãy ghé thăm website của trường để có một chuyến tham quan trực tuyến. Nó sẽ giúp bạn hình dung được cái diện mạo của ngôi trường và cái cuộc sống tại đó thì như thế nào. Hoặc là bạn cũng có thể là xem thêm các hoạt động khuôn viên trường trên Internet. Và hãy lên lịch để chuẩn bị. Thì sau khi mà nhận được thư chấp nhận của trường thì bạn hãy lên lịch để đến Canada trước ngày nhập học ít nhất là 2 tuần. Và tiếp theo thì bạn hãy lên lịch chuẩn bị. Thì sau khi nhận được thư chấp nhận của trường thì bạn hãy lên lịch để đến Canada trước ngày nhập học ít nhất là 2 tuần. Và hãy đảm bảo rằng là bạn sẽ có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ và khám phá khuôn viên trường, làm quen với mọi thứ xung quanh trước khi bắt đầu vào học. Thì sẽ giúp cho bạn có cơ hội khám phá ra rất nhiều nơi thú vị trong khuôn viên trường, những nơi mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Và khi đến Canada thì bạn cũng đừng quên khám phá và cái cơ hội dành cho sinh viên quốc tế tại trường. Có nhiều câu lạc bộ cũng như các hoạt động ngoại khóa đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên cùng hoàn cảnh như các bạn. Và nó sẽ giúp cho các bạn là cảm thấy là không bị lẻ loi hay một phần nào đó là nhớ nhà. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng là ngôi trường mới sẽ nhanh chóng trở thành ngôi nhà của bạn. Và bạn bè, thầy cô trong trường sẽ như gia đình thân thiết của bạn vậy. Và mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học Canada, thông tin về trường thì các bạn hãy liên hệ tới các tư vấn viên của Tân Đại Dương qua số điện thoại đó là 0838484879. Hoặc là thông tin về trường các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Nguyễn Anh Quân, bạn gửi thư về đài từ Quy Nhơn. Với câu hỏi như thế này, bố mẹ em đang muốn cho em đi học tại Canada, nhưng em đang suy nghĩ có nên đi học tại Canada hay không? So với các quốc gia khác thì học phí ở Canada khoảng bao nhiêu nếu chọn cùng một chương trình học? Chị Bích có thể giải đáp câu hỏi này giúp cho bạn Trần Nguyễn Anh Quân. Chào em anh Quân, Tân Đại Dương xin đưa ra những cái lý do mà bạn nên chọn học tại Canada. Thì Canada có hơn 90 trường đại học và 150 trường cao đẳng, các học viện công nghệ với các chương trình giảng dạy riêng biệt, phong phú và tân tiến, là nơi mà dành rất là nhiều đầu tư cho giáo dục hơn bất cứ nước nào trong tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế OECD. Dẫn đầu thế giới về phát triển phần mềm, kỹ thuật, viễn thông, sinh hóa, công nghệ môi trường cũng như là hàng không, là một đất nước là tiên phong trong cái nhiều lĩnh vực như là nghệ thuật và thiết kế. Đặc biệt thì con người ở Canada rất là hiền hòa và hiếu khách, đảm bảo là bạn sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ tự tin hơn khi mà học tập ở đất nước này. Bằng cấp mà sau khi học tập tại Canada thì rất là có chuẩn mực cao và được công nhận
trên toàn thế giới. Sinh viên có rất nhiều cơ hội nghiên cứu, học hỏi, phát triển tài năng và nhận được nhiều học bổng. Còn về vấn đề học phí của Canada so với các nước thì tôi cũng xin được chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn như sau. Tôi xin được lấy ví dụ là học phí của chương trình cử nhân. Thì đối với ngành khoa học xã hội, tại Úc mức học phí là khoảng 12.000 đô trong một năm, tại Anh là gần 15.000 đô. Còn Mỹ thì trên 26.000 đô. Riêng với cái cử nhân của ngành khoa học xã hội này thì tại Canada mức học phí chưa tới 10.000 đô. Còn ngành kinh tế thương mại thì tại Canada mức học phí chỉ có hơn 10.000 đô, so với Úc là 12.200 đô và Anh hơn 15.000, còn Mỹ thì lên đến hơn 27.000 đô. Chương trình cử nhân về khoa học tự nhiên thì học phí tại Úc 13.900 đô. Còn Anh thì gần 19.000 đô, Mỹ hơn 28.000, trong khi Canada chỉ có mức học phí chỉ có khoảng 10.000 đô. Hay là về ngành kỹ sư công nghệ thông tin thì mức học phí tại các trường của Úc hay là Anh và Mỹ thì mức học phí khá là cao, từ 14.000 đô cho đến hơn 28.000 đô. Trong khi tại Canada mức học phí chỉ khoảng từ 10.000 đến 12.000 đô trong một năm. Thì đây là một cái điều mà các bạn có thể thấy rõ ràng là học phí tại Canada rất là hợp lý. Và một khán giả nữa gửi thư về đài từ Bến Tre, đó là anh Tuấn, với nội dung như thế này. Theo tôi được biết thì Canada đang mở rộng cửa để chào đón học sinh sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy chính phủ Canada đang thực hiện những chính sách ưu tiên nhằm thu hút học sinh sinh viên. Vậy thì cụ thể vấn đề này như thế nào? Mong chương trình giải đáp giúp tôi. Về câu hỏi của anh Tuấn thì tôi xin được giải đáp thế này. Canada không phải là trung tâm duy nhất thu hút du học sinh và đối tượng nhập cư trình độ cao, mà nhiều quốc gia khác cũng rất là mong muốn điều này. Vậy nên thì cái sự cạnh tranh chắc chắn là sẽ ngày một lớn và khốc liệt hơn. Thì với bối cảnh hiện nay, ngay cả những cường quốc giáo dục như là Mỹ, Úc hay là Anh cũng không còn có thể ngồi một chỗ mà lựa chọn những cái ứng cử viên tiềm năng nhất. Vì thế mà điều mà chính phủ tại Canada cần hành động để thu hút học sinh sinh viên từ các nước khác cũng như là người nhập cư trình độ cao chính là phải đưa lại những cái công việc hấp dẫn và điều kiện sống tốt nhất. Đất nước Canada luôn đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng du học sinh trong thập kỷ tới. Thì theo như lời Thủ tướng Stephen Harper mới đây có phát biểu rằng thì cạnh tranh về nguồn nhập cư trình độ cao ngày càng nóng lên. Du học sinh quốc tế không chỉ là nguồn tài chính dồi dào cho các trường đại học mà còn bổ sung cho Canada thêm nhiều kỹ năng và chuyên môn mà sau đó sẽ là đối tượng nhập cư trình độ cao. Đồng thời thì ông cũng nhấn mạnh thêm về mục tiêu tăng gấp đôi số lượng du học sinh nước ngoài đến Canada trong thập kỷ tới của chính phủ đầu năm nay. Chính phủ xác định đây chính là động lực cho sự thịnh vượng của Canada trong tương lai. Để minh chứng cho điều đó thì tỉnh Manitoba ở Canada có chính sách hỗ trợ tối đa cho người dân, đặc biệt là sinh viên đến đây định cư tại tỉnh này. Du học sinh sau khi tốt nghiệp chương trình đại học hoặc cao đẳng tại Canada với chương trình học ít nhất là 2 năm thì các bạn sẽ có cơ hội, sẽ được những cái ưu đãi đặc biệt để mà có được việc làm và được định cư tại Canada. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.